chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 phút hàng ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Phương Thảo sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút tới đây. Bản tin của chúng tôi được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage, Tin tức Hưng Yên 24/7. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 17. Hội nghị diễn ra ngay trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhằm xem xét thảo luận về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Hội nghị cũng tập trung bàn về công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án lớn, chủ trương đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông quan trọng, thực hiện chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, chương trình phát triển đô thị. Nội dung chi tiết của hội nghị sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự Hưng Yên lúc 19h45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngay sau phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành y tế tiếp tục phải bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả, nhất là đối với biến chủng BA.5. Theo đó, ngành y tế cần tiếp tục bố trí công tác xét nghiệm, thống kê ca bệnh, tổ chức điều trị kịp thời. Trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, cần phối hợp sử dụng công nghệ thông tin, thêm các thông tin trong dữ liệu tiêm chủng như đã mắc COVID-19 hay chưa. Trong những ngày tới, cần triển khai tiêm ngay lượng vaccine vừa được phân bổ theo các nhóm đối tượng, lứa tuổi cụ thể. Bên cạnh việc phòng chống dịch COVID-19, các ngành địa phương cần quan tâm đến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Để duy trì và nhân rộng diện tích giống nhãn Tiến Vua hay còn gọi là nhãn Cùi Cổ, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phố Hiến ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Nhãn Tiến Vua có nguồn gốc tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, cho chất lượng ngon, màu hơi hanh vàng, hương thơm, vị mật ong, cùi khô giòn, dao động từ 80 đến 90 quả 1 kg. Toàn thôn Nễ Châu hiện có gần 300 cây, trong đó có 200 cây cho thu hoạch quả, được dùng chủ yếu để làm quả biếu với giá bán từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Để nhân rộng giống nhãn đặc sản này, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phố Hiến một mặt hướng dẫn các thành viên nhân rộng giống nhãn này, mặt khác đang tích cực tuyên truyền vận động để các nhà vườn chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Quan tâm đến sức khỏe công nhân mùa đông đóng, 3 năm qua, Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hương Long ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đầu tư gần 100 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm. Trong những ngày hè nóng bức, dù nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 35, 37 độ C, nhưng trong các nhà xưởng nhiệt độ luôn duy trì từ 25 đến 27 độ C. Hiện công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động với thu nhập trung bình một tháng đạt trên 12 triệu đồng. Trong khi cả tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang lại phát sinh các vi phạm mới. Hai vi phạm mới phát sinh trên địa bàn thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, với quy mô xây nhà kiên cố và lán cấp 4. Cả hai công trình này đều nằm trong phạm vi hành lang thủy lợi sông Kim Sơn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Cả hai công trình đều đã cơ bản hoàn thiện việc xây thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc, thì hộ gia đình ông Đào Xuân Oanh xây lán cấp 4 trên phần đất do Ủy ban Nhân dân xã cấp năm 1991 với diện tích 200 m². Còn với hộ ông Ngô Văn Kế xây trên nền nhà cũ với quy mô 3 tầng, với bất cứ lý do gì thì hai trường hợp trên đều đang vi phạm hành lang thủy lợi theo kế hoạch 93A. Ngược lại với tình trạng trên, từ đầu năm đến nay, nhiều xã phường ở thị xã Mỹ Hào đã tập trung giải tỏa các công trình vi phạm kế hoạch 93. Đến nay, thị xã Mỹ Hào giải tỏa được 155 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đạt 45%. Số trường hợp vi phạm chưa giải tỏa là 189 trường hợp. 3 xã phường gồm Bần Yên Nhân, Bình Đức và Hòa Phong giải tỏa được 100% các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, 5 xã phường gồm Dị Sử, Minh Đức, Phùng Trí Kiên, Hương Long và Xuân Dục đã giải tỏa được 100% các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, các xã phường đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 21 trường hợp vi phạm mới phát sinh. Theo công bố của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước hoàn thành 66% dự toán pháp lệnh, ngân sách thặng dư gần 220.000 tỷ đồng.
Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước tăng tháng 6 năm 2022 ước đạt trên 114.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 930.000 tỷ đồng, hoàn thành 66% dự toán năm và tăng mạnh mẽ gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Có 16 trên 19 khoản thu sắc thuế đạt trên 55% dự toán cả năm. Có 60 trên 63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh số thu từ đất tăng đột biến, một số khoản thu sắc thuế khác đạt cao cũng cho thấy nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ. Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô vừa được hoàn thiện, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an đề xuất khi chuyển nhượng xe, người chúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu. Hoặc người chúng đấu giá cũng được quyền chuyển nhượng bán cho tặng thừa kế biển số chúng đấu giá theo xe. Tuy nhiên, không được chuyển nhượng riêng biển số chúng đấu giá mà phải kèm theo xe. Còn người được chuyển nhượng xe có gắn biển số chúng đấu giá không được giữ lại biển số chúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá với vùng 1 gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất là 40 triệu đồng, vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Theo Bộ Y tế, từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, có tổng số 9.397 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc. Trong đó, riêng năm 2021, con số này là hơn 5.200 và 6 tháng đầu năm 2022 là trên 4.100. Một số tỉnh, thành phố có số lượng nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp, lương và chế độ phụ cấp chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Ngoài ra, còn do chính sách thu hút nguồn nhân lực tốt của hệ thống y tế tư nhân. Bên cạnh đó là áp lực công việc cao, cường độ lao động lớn, đặc biệt từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hoàng Quốc Anh, cậu bé 15 tuổi vừa hoàn thành chặng đường 700 km từ Đà Nẵng ra Hà Nội, đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Sáng ngày 2 tháng 7, Quốc Anh hoàn thành chuyến đi hơn 700 km từ Đà Nẵng ra thủ đô Hà Nội trong 8 ngày đạp xe ròng rã. Hành trình của em được sự đồng ý của bố mẹ và dưới sự đồng hành của một người bạn lớn tuổi. Hành trang em mang theo là một chiếc xe đạp, hai bộ đồ, một đôi găng tay, một đôi giày và một đôi dép. Em đã trải qua 6 lần hỏng xe và 3 lần muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng, với sự quyết tâm của bản thân cùng sự động viên khích lệ của mọi người, em đã hoàn thành chặng đường dài ra thủ đô dưới thời tiết khắc nghiệt. Gia đình đã ra Hà Nội đón và chúc mừng khi em chạm đích. Vào khoảng 17 giờ chiều qua, tại bãi tắm C, biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một du khách 60 tuổi ở Hà Nội bị đuối nước đã được lực lượng chức năng cứu sống kịp thời. Ngay khi phát hiện sự việc, hai thành viên tổ cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thanh Hóa và đội cấp cứu biển thành phố Sầm Sơn nhanh chóng bơi ra ứng cứu và đưa nạn nhân lên bờ tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau gần 10 phút sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo, thấy nạn nhân thở trở lại, tổ cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn để điều trị. Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi khoản viện trợ 400 triệu đô la Mỹ để cung cấp các dịch vụ nhân đạo tối thiểu cho Nam Sudan, quốc gia đang chìm trong khủng hoảng. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho Nam Sudan cho biết, quốc gia châu Phi này đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo hết sức khó khăn và tồi tệ nhất từ trước đến nay. Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu nhu cầu nhân đạo không được giải quyết, những thiếu hụt về tài chính sẽ khiến hàng triệu người dễ bị tổn thương nhất ở Nam Sudan, có nguy cơ không được tiếp cận hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo thiết yếu. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Không gian của Brazil, rừng nhiệt đới Amazon, lá phổi xanh của trái đất đã bị tàn phá kỷ lục bởi nạn phá rừng và các vụ cháy do nắng nóng gây ra vào tháng trước. Theo dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 24 tháng 6 năm nay, 3.750 km rừng Amazon đã bị phá hủy, một con số kỷ lục kể từ năm 2016. Nạn phá rừng và các vụ cháy kỷ lục tại Amazon vào tháng 5 và tháng 6 năm nay đã khiến khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới bị tàn phá nặng nề. Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo vừa thu giữ 6 tàu lặn không người lái có khả năng vận chuyển lượng lớn ma túy bắt nguồn từ Maroc. Giới chức cho biết đây là lần đầu tiên họ tịch thu được thiết bị lặn không người lái. Họ nhận định nhóm nghi phạm đã chế tạo các thiết bị có tải trọng lớn để phục vụ các băng đảng tội phạm ở Đan Mạch, Pháp, Italy và Tây Ban Nha. Ngoài tịch thu 6 tàu lặn không người lái, cảnh sát còn bắt giữ 8 nghi phạm trong chiến dịch đột kích này.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nội dung chi tiết của phần tin trong tỉnh sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự tối. Mời quý vị và các bạn đón xem.